Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp Bơ Money nhận tóc cận bơ nha các bạn. 25 tóc cận bơ để tham gia hôm nay mình lấy phần link mô tả mà tôi gam bấm start chat bot này bạn. Chương trình này góp này nó có 20 triệu member phân phát, tôi cần cho 20 ngàn member phân phát trong cộng đồng này góp nha bạn. Rồi bạn cho chào bấm continue nha các bạn. Mình sẽ nhận được 25 tóc cận các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho kênh gấp kênh seller nha các bạn. Rồi một kênh các bạn up lại dẫn tiếp kênh seller các bạn, các bạn follow nữa các bạn. Rồi các bạn mới up lại tại Twitter, rồi các bạn cho tiếp kênh seller đi cái này lên. Rồi tiếp tục thì tại Twitter các bạn follow về retweet nè, follow hai kênh tại Twitter luôn các bạn. Rồi các bạn tại Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn like và tại retweet nha các bạn. Tóc cần này hiện tại đã list trên CoinMarketCap rồi các bạn. Tắt lại. Rồi bạn mới đáp lại. Minimum thì không follow minimum các bạn. Nếu minimum các bạn follow không được thì các bạn phát IP các bạn. Rồi bạn bấm nút submit detail được các bạn. Rồi bấm don các bạn. Rồi bạn gửi là profile username tờ Twitter các bạn các bạn. Các bạn vào trang cá nhân các bạn thì các bạn bấm vào bài và bên cùng, các bạn bấm vào chia sẻ, các bạn sẽ chép được đường link các bạn. Bạn nhấn vào các bạn. Tiếp tục thì profile minimum. Minimum được ta. Follow profile username thì minimum thì các bạn điền là username minimum các bạn. Các bạn vào setting, các bạn vào trang cá nhân, các bạn sẽ gặp username minimum các bạn. Nghe cho bot nè bạn. Tiếp tục còn gọi địa chỉ chocolate, chạy con này chạy tảng BNB sẽ match chain các bạn. Các bạn copy địa chỉ chocolate này. Đồ tốc cần Sahasabu lên gần 3 đô cho một tốc cần. Lên dữ thật. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB hoặc ETH xin chút có đét không được các bạn. Con này mà lên 5 đô một cái nghèo luôn. Rồi các bạn gọi là địa chỉ BNB S20 các bạn. Làm airdrop khi tôi cần nó về nó 0.001 các bạn cũng đừng có y như các bạn. Đại, nó nhảy một cái lên là 53 đô bình thường. Don. Các bạn muốn xét nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn lấy liên giáp chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tóc cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.